Thưa quý vị, miền Bắc có mưa dông trở lại trong ngày mai do có một rãnh áp thấp mới hình thành có trục đi qua khu vực phía nam của vùng đồng bằng Bắc Bộ. Đới gió đông nam ẩm ở phần phía bắc của rãnh thấp sẽ gia tăng lượng ẩm ở Bắc Bộ, khiến cho miền Bắc trong đêm nay và ngày mai trời nhiều mây hơn. Tại khu vực ven biển, các tỉnh Nam Đồng Bằng như là Ninh Bình, Nam Định, Thái Bình, Hải Dương và Hà Nam, khoảng gần sáng và sáng mai sẽ có mưa, mưa vừa có nơi mưa to, với lượng mưa từ 20-30mm, có nơi trên 50mm. Nền nhiệt ngày mai ở Bắc Bộ vì thế sẽ giảm nhẹ. Vùng ven biển, các tỉnh Đồng Bằng và thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 30-32 độ. Các nơi khác của Bắc Bộ, nhiệt độ từ 31-33 độ, cả miền Bắc trời mát mẻ. Ngày mai, tại khu vực miền Trung, từ Thanh Hóa trở vào đến Bình Thuận vẫn đang trong giai đoạn giảm mưa nên trời nắng ráo. Nền nhiệt cao nhất cho ngày mai ở Trung Bộ sẽ dao động trong khoảng từ 32-34 độ, trời nắng nhưng không nóng. Đến chiều và tối mai, một số nơi ở khu vực phía Tây của Nghệ An, Hà Tĩnh hay khu vực phía Tây của các tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa sẽ có mưa dông nhiệt. Đối với các tỉnh, thành phố ở phía Nam nằm trong vùng tác động của gió mùa Tây Nam, nhưng phân bố mưa và thời gian mưa ở Nam Bộ và Tây Nguyên sẽ có sự khác biệt. Ở khu vực Nam Bộ mưa sớm, vùng mưa vừa có nơi mưa to sẽ tập trung tại các tỉnh, thành phố Hồ Chí Minh, Trà Vinh, Vĩnh Long, Đồng Tháp, Tây Ninh và Bình Dương. Còn ở tại Tây Nguyên, mưa lại xuất hiện muộn sau 15 giờ và kéo dài tới tận 22 giờ đêm. Vùng mưa vừa có nơi mưa to là khu vực phía đông của các tỉnh Kon Tum, Gia Lai, Đắk Lắk và Lâm Đồng với lượng mưa từ 20-30mm, cục bộ có nơi mưa to trên 50mm. Còn về nhiệt độ, Tây Nguyên vẫn duy trì mức nhiệt từ 28-30 độ, còn tại Nam Bộ nhiệt độ từ 31-33 độ. Trên biển, khu vực Bắc, giữa và Nam của Biển Đông, bao gồm cả vùng biển huyện đảo Hoàng Sa, khu vực biển huyện đảo Trường Sa, vùng biển từ Quảng Trị đến Cà Mau, từ Cà Mau đến Kiên Giang cũng như là Vịnh Thái Lan sẽ có mưa rào và dông. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc xoáy và gió giật mạnh từ cấp 6 cho tới cấp 7. Và sau đây sẽ là dự báo chi tiết vào ngày mai tại các tỉnh, thành phố trên cả nước.